số là 59B117993. Đó, thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda NH này có cái chìa khóa thông minh bếp ga này thì mình mong muốn bán với giá là 59 triệu nha các bạn. Màu đỏ rất là đẹp, rất là mới. Đó, chiếc này thì chắc đời cuối 2013. Và kế nữa là mình xin giới thiệu các bạn các chị chiếc xe Honda NH cũng cái đời giống như là đời bên này nhưng mà lên đèn led nè các bạn. Đó, cái mẫu này là lên đèn led. Đó, đèn led 2 tầng luôn. Đó, lên. Đó, cái mẫu này là lên cái mẫu đời sau đó các bạn. Đó, lên cái mẫu đời sau. Nó rất là đẹp. Đó, thì các bạn các chị thích đó, thì mình để cái loại này thì mình đi thì mình thấy nó đẹp hơn. Giống như ra cái mẫu sau á, cái mẫu 2019 gì đó, lên kiểu đó. Xe này thì có chìa khóa thông minh luôn. Đó. Mấy cái xe này đi nhìn nó đẹp mà nó bền. Đồ đạc thì nó đời mới mà các bạn, anh thấy không? Nhìn nó chắc chắn và nó mới tinh nè. Em này thì mang biển số là 59T146197. Và với một cái chiếc xe Honda SH màu đỏ tuyệt đẹp này, chúng ta có một cái giá là 68 triệu nha các bạn. 68 triệu cho chiếc xe Honda SH màu đỏ này. 68 triệu. Rồi, và cái màu đỏ này thì em nó lại có cái màu trắng. Đó, có màu trắng tuyệt đẹp luôn. Màu trắng này, xe này cũng có cái hệ thống thắng đĩa ABS rất là ngon nha các bạn, rất là an toàn. Bởi vì cái điều an toàn là cái điều mà chúng ta đặt lên hàng đầu khi mà điều khiển một cái phương tiện giao thông. Đó, đây, cái hệ thống thắng đĩa ABS các bạn các chị thấy không? Đây là cái hệ thống thắng đĩa ABS này đó, nó có những cái ký này nè. Thì nó làm cho chúng ta thắng, khi mà bóp thắng vô nó chống trơn, chống chợt. Nó chống bó phanh đĩa nên nó rất an toàn. Đó, hệ thống heo dầu bê tông nó cũng nhỏ hơn nhưng mà nó lại ngon hơn là cái loại ba bê tông luôn. An toàn. Đó. Và khi chúng ta đi an toàn thì chúng ta được yên tâm việc đi đến nơi về đến chốn, là những cái chất lượng của cái xe thì nó đáp ứng được cái điều đó. Những cái mẫu này là những cái mẫu rất là được nhiều người tin dùng nha các bạn. Bởi vì em nó tích hợp vô đây rất là nhiều cái chức năng của xe hiện đại rồi. Ví dụ như chìa khóa thông minh nè, ba dây tắt máy rồi, đèn led 2 tầng rồi, nói chung là nhiều cái chức năng ngon, đủ, rẻ, bền, đẹp là em này. Đó. Thường là cái hệ thống thắng đĩa của em nó là nó có cả thắng đĩa trước và thắng đĩa sau luôn nha các bạn. Đó, đây là thắng đĩa sau mà các bạn thấy không? Đó, thắng đĩa sau trước và sau đều là có hệ thống thắng đĩa ABS an toàn, đẹp. Và với một cái chiếc xe này thì từ mẫu mã, từ kiểu dáng đèn cho đến cản yên đồng hồ gì tất cả đều là đẹp hết, mà máy thì cực kỳ ngon luôn. Đó, mình để đây lên máy các bạn xem. Xe này nó có cái màu trắng chân nguyên, nó rất là đẹp. Để nói để mới nha.
nói chung không biết nói chữ gì hơn chữ mới. Thấy không? Đồng hồ led luôn. Và cái xe này có chế độ coi như là rất là hợp luôn lúc chúng ta đi rất là đã. Có nhiều cái chức năng ở trong này mà chúng ta không khám phá hết. Chúng ta tưởng là chỉ có chạy đề máy nổ thôi nhưng mà nó có chạy ra nhiều có chức năng sạc luôn á. Đã lắm. Đó. Xe nó quá đẹp. Cái màu nó giống như màu ô tô á các bạn. Đi xe này mà cứ tưởng tượng giống như đi ô tô. Mẫu quá đẹp. Kiểu dáng nó cũng đẹp, mẫu 20-21. Và em này có biển số là 59D306908. Nhưng mà là cũng vì là cái sở thích cũng như là cái nhu cầu của các bạn, các cô chú, các anh chị nó khác nhau. Nên mặc dù là hai cái mẫu này nó khác nhau như cái khác năm đời năm sản xuất, nhưng mà mình sẽ để cái giá tiền nó bằng nhau. Nên các bạn các chị có thể là lựa theo cái ý sở thích của mình. Chiếc này mình cũng sẽ để với giá là 78 triệu. Đó, 78 triệu, 59D306908. Đó, hoặc là cái chiếc này mẫu 29 ABS, bản đĩa ABS. Đó, là cái do cái sự lựa chọn của các bạn, các cô chú, các chị. Còn nếu mà các bạn các chị muốn là cái dạng xe mà nó lạ, không, nó ngầu, đó thì đây, đây là một trong những cái em mà hả nó rất là đẹp. Người ta đã sơn carbon rồi, sơn đẹp. Hệ thống sơn này là sơn rất là đỉnh. Với cái hệ thống đèn led kèm theo cái hệ thống phục dầu mâm, rồi hệ thống thắng đĩa ABS, nó quá tuyệt đẹp, nó quá lạ luôn, nó quá độc đáo luôn. Và quá là đẹp trong đây các bạn các chị thấy không? Cái xe này á, cái hơi dầu của nó là quá đẹp. Các bạn các chị thấy người ta vô đồ chơi quá trời. Mâm nó cũng đẹp, hệ thống thắng đĩa mới tinh. Xe này chắc nó ít đi lắm nè, nó mua nó gắn đồ vô thôi chứ quá đẹp. Mâm thuộc trợ lực, đi cái này là đi xe đắt này thôi mà người ta chắc là nhìn lắm, trầm trồ dữ lắm đây. Đó, thì cái chiếc xe này kể cả hệ thống cái tay thắng chống gãy đổ nữa nè. Đó, hệ thống tăng, chúng ta có thể tăng thắng ở trên này, nó có những cái nấc nè, chúng ta tăng lên. Đó, tăng lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, 6 cái cấp độ. Đó, đó 6 cái cấp độ. Đó, tay thắng chống ngã gãy đổ là khi mình chúng ta ngã xuống đó. Đó, cái này nó cầm vô. Đó, nó không có ngã, nó không gãy. Đó, xe này cũng vậy, chìa khóa thông minh không, rất là đẹp. Xe thì người ta sơn carbon từ trên xuống dưới luôn nên nó rất là đẹp. Quất vô cái bô nhìn nó hì hợm, nhìn nó mạnh mẽ, nhìn nó giống như là SH 350 luôn, nó 300 luôn vậy. Giống như là cái xe này giống như là một cái em nào nó khủng long vậy đó. Từ cảng cho đến đuôi dè, nói chung là người ta sơn carbon hết. Em này thì mang biển số 59F196320. Thì với chiếc xe này thì nó quá là độc đáo, từ mâm trước mâm sau hệ thống toàn bộ luôn. Thì chiếc xe này quất vô cái cặp phục đã trợ lực trước sau luôn nè các bạn. Đó, còn cục máy này, thôi rồi luôn nè, cục máy này mình lên cho các bạn cái chuyện nghe cục máy này. Cục máy này im cút, không một tiếng động, không một tiếng sao. Các bạn các chị là chiếc xe này thì em bán với giá là 89 triệu, 85 triệu chứ quên, con số con mắt của mình nó tối rồi, nó mờ rồi nè các bạn. 85 triệu, xin lỗi các bạn nha, 85 triệu đó, cho một cái chiếc xe coi như là quá chất. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều cái dòng xe khác nha các bạn, còn rất là nhiều cái xe khác. Bất cứ khi nào các bạn các chị tới, các bạn các chị muốn chiếc xe nào thì các bạn các chị có thể tham khảo, cũng như là các bạn các chị sẽ được hỗ trợ trực tiếp. Đó, các bạn các chị sẽ được hỗ trợ trực tiếp. Kể cả như các bạn các chị mua chiếc xe mà ví dụ như nhà khảo có màu đỏ đây nè, các bạn muốn đổi qua màu trắng, đó, cũng được.
miễn phí luôn nha các bạn. Đó, và em không biết nói gì hơn thì các bạn các anh chị tới, mời các bạn các anh chị hãy tới trải nghiệm thực tế để chúng ta cảm nhận được những cái chiếc xe mà chúng ta mong muốn được sở hữu. Thì em sẽ cố gắng làm cho các cô chú các anh chị khách hàng được hài lòng nhất có thể, và với một cái số tiền nó cũng là hợp tình hợp lý vừa phải. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bạn các cô chú các anh chị rất nhiều nha.